Thời tiền sử là thời của những sinh vật khổng lồ. Hầu hết mọi loài động vật trong quá khứ dường như đều to lớn hơn ngày nay. Kỷ nguyên Mesozoic còn được gọi là thời đại khủng long, chứng kiến một số loài động vật lớn nhất từng bước đi trên hành tinh. Khủng long phát triển đến kích thước khổng lồ, cao hơn tất cả các loài động vật khác trong hệ sinh thái của chúng. Động vật có vú cũng đã tồn tại ngót hơn 200 triệu năm, có nghĩa là chúng đã ở đó trong thời kỳ khủng long. Nhưng động vật có vú thời Mesozoic nhìn chung không lớn lắm. Các loài động vật có vú nổi lên sau khi khủng long biến mất, và nhiều hình dạng khổng lồ của nhóm sinh vật này cũng xuất hiện. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 20 loài động vật có vú nổi bật này nhé. Và video này được chúng mình cập nhật từ nhiều nguồn, nên nếu có thông tin gì cần đính chính, các bạn có thể bình luận chia sẻ bên dưới nhé. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe ủng hộ Unjexa, rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Số 20. Smilodon. Smilodon là một trong những loài mèo răng kiếm lớn nhất và nổi tiếng nhất của phân họ Machaerodon, là loài săn mồi trên cạn thống trị ở châu Mỹ từ thế Eocene đến thế Pleistocene. Nó săn các loài động vật lớn ở châu Mỹ như bò rừng khổng lồ, ngựa và lạc đà. Giống như những loài mèo răng kiếm khác, đặc điểm đáng chú ý nhất của Smilodon là những chiếc răng nanh dài, cong và hình kiếm. Loài to lớn nhất được công nhận của chi Smilodon tính đến thời điểm hiện tại là Smilodon populator, có trọng lượng từ 220 đến 400 kg, nhưng chỉ cao khoảng 1,2 m. Số 19. Archaeoenris. Archaeoenris là một loài phượng cáo khổng lồ. Vì kích thước cực lớn nên nó được so sánh với những con lừa trên mặt đất từng sinh sống ở Bắc và Nam Mỹ. Nó là loài linh trưởng lớn nhất trên đảo Madagascar và là một trong những loài linh trưởng lớn nhất từng được tiến hóa, chỉ nhỏ hơn Gigantopithecus. Trọng lượng được ước tính của nó rơi vào khoảng từ 150 đến 240 kg và chiều cao là khoảng 1,8 m. Không rõ loài phượng cáo khổng lồ này dành nhiều thời gian hơn dưới mặt đất hay chèo trên cây, nhưng nó thường được mô tả là loài sống trên cây di chuyển chậm. Số 18. Gigantopithecus. Gigantopithecus giữ vị trí là loài phượng lớn nhất từng được phát hiện. Nó sống ở châu Á trong thế Pleistocene, cụ thể hơn là khu vực ngày nay là Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam. Sống cùng thời kỳ và vị trí với dạng người sớm hơn như người đứng thẳng Homo erectus. Gigantopithecus blackie là to lớn nhất, khi đứng thẳng cao khoảng 3 m và nặng tới 300 kg. Loài vượn khổng lồ này là động vật ăn cỏ có chế độ ăn đặc biệt. Nó chủ yếu ăn trái cây và một số loại cây khác, chẳng hạn như tre, vốn khá phong phú trong môi trường sống của nó. Số 17. Amphicyon. Amphicyon là một loài động vật có vú lớn và ăn thịt đã bị tuyệt chủng vào cuối thế Pliocene từ 5 đến 10 triệu năm trước, thuộc họ Amphicyonidae. Chúng còn được biết đến rộng rãi với tên là chó gấu. Tuy nhiên, những động vật có vú ăn thịt này không phải là chó hay gấu. Mặc dù có những đặc điểm chung của cả hai loài nói trên, Amphicyon là một trong những loài săn mồi hàng đầu của kỷ nguyên Pliocene, với nhiều loài khác nhau trên khắp châu Âu, châu Phi và Bắc Mỹ. Loài lớn nhất trong chi là Amphicyon, có chiều cao khoảng 1,3 m và có trọng lượng khoảng 550 kg, khiến đó trở thành một trong những loài động vật có vú ăn thịt lớn nhất mọi thời đại. Số 16. Perilambda. Sau khi khủng long tuyệt chủng vào cuối kỷ phân trắng, một nhóm động vật có vú được gọi là Pentodon đã nổi lên và trở thành loài động vật trên cạn lớn nhất của kỷ phân trắng. Perilambda là một trong những thành viên lớn nhất của nhóm này. Khi còn sống, nó có lẽ là một trong những con lười đất lớn, với cái đầu nhỏ, chiếc đuôi dài, phát triển tốt và đôi chân giống gấu. Perilambda dường như đã khá thành công đối với một loài Pentodon thời kỳ đầu, mặc dù cuối cùng nó dường như đã bị thay thế trong hệ sinh thái của nó bởi loài Pentodon khác, chẳng hạn như Corypodon. Nó có kích thước lớn với trọng lượng ước tính khoảng 650 kg và cao khoảng 1,3 m. Số 15. Hosephoatigacea. Loài gặm nhấm hiện đại là loài động vật có vú nhỏ nhất, nhưng chúng có một số tổ tiên khá lớn. Một trong những tổ tiên loài gặm nhấm khổng lồ như vậy là Hosephoatigacea, sống ở Nam Mỹ trong thế Pliocene sớm đến thế Pleistocene sớm. Nhìn nó khá giống với Capybara hót hòn ngọt thời gian gần đây, nhưng ngọn hàng gần nhất còn sống đến thời điểm hiện tại của Hosephoatigacea là Pancara. Hộp sọ của loài gặm nhấm khổng lồ này to bằng hộp sọ của một con bò thịt, và nó có chiều cao khoảng 1,8 m. Trọng lượng trung bình của loài gặm nhấm này được ước tính là khoảng 480 đến 500 kg. Hosephoatigacea sống ở môi trường cửa sông và sống sót nhờ chế độ ăn trái cây và thực vật mềm.
Số 14. Arctotherium. Arctotherium là một trong những loài gấu lớn nhất từng được phát hiện. Cái tên được dịch là quái thú gấu, ám chỉ kích thước khổng lồ của loài gấu này. Nó là loài đặc hữu của Trung và Nam Mỹ. Arctotherium di cư từ Bắc Mỹ đến Nam Mỹ trong thời kỳ trao đổi sinh học vĩ đại của Mỹ, sau sự hình thành của eo đất Panama và cuối thế Pliocene. Nhìn vẻ bề ngoài có vẻ giống Arctodes, nhưng về mặt di truyền, chúng giống với gấu đeo kính Trimactos ornatus hơn là với Arctodes ở Bắc Mỹ. Ngụ ý rằng hai dạng đã tuyệt chủng đã tiến hóa kích thước lớn theo cách tiến hóa hội tụ. Đó là loài gấu mặt ngắn có đặc điểm mõm nhỏ hơn so với họ hàng mặt dài của chúng. Ước tính kích thước khác nhau tùy vào các loài khác nhau trong chi Arctotherium. Nhưng loài lớn nhất trong số chúng là Arctotherium agustidens, nặng 590 kg và cao khoảng 1,36 m. Số 13. Macrauchenia. Macrauchenia là một loài động vật móng guốc có hình dạng kỳ lạ, được xây dựng giống như lạc đà không bú Alcenia, nhưng lớn hơn đáng kể. Nó sống ở Nam Mỹ từ cuối thế Pliocene đến cuối thế Pleistocene. Một trong những đặc điểm đáng chú ý của Macrauchenia là lỗ mũi thu vào nằm gần giữa hai mắt. Do vị trí của lỗ mũi, nên loài này thường được tái tạo với thân giống như lợn Tapirus indicus. Chỉ có một loài thường được coi là hợp lệ, đó là Macrauchenia batachonia. Được công bố bởi Richard Owen, nó được ước tính trọng lượng khoảng hơn 1 tấn và cao hơn 2 mét. Số 12. Entelodon. Entelodon hay còn được gọi là lợn sát thủ, là một họ lợn đã tuyệt chủng từ thời kỳ tiền sử. Chúng là động vật ăn tạp và là loài đặc hữu của những khu rừng và đồng bằng Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á từ cuối thế Eocene đến thế Miocene sớm, cách đây khoảng 21 triệu năm. Chúng là một trong những loài động vật săn mồi hung tợn nhất lịch sử. Entelodon cũng được một số nhà nghiên cứu cho rằng là tổ tiên của loài lợn hiện đại, có thân hình nửa giống lợn nửa giống trâu. Tuy cao trên 2 mét và nặng hơn 400 kg, nhưng lợn trâu Entelodon có bộ não chỉ bé như trái cam. Những vết thương trên sọ được tìm thấy trong hóa thạch cho thấy loài thú này thường xuyên tấn công lẫn nhau để giành địa phận hoặc con cái. Nhìn chung bề ngoài của chúng là một con quái vật nửa lợn nửa trâu cực kỳ hung dữ. Số 11. Andriyosaurus. Andriyosaurus được coi là một trong những loài động vật có vú ăn thịt trên cạn lớn nhất từng được phát hiện. Loài động vật có vú lớn này tồn tại vào khoảng 45 đến 34 triệu năm trước, trong thời kỳ Paleocene ở khu vực thuộc châu Á ngày nay. Loài vật này được biết đến từ các hóa thạch hợp sọ rời rạc, khiến việc tái tạo lại hình dáng và mối quan hệ chính xác của nó với các loài động vật có vú còn sống trở nên khó khăn. Andriyosaurus có thể săn các loài động vật có vú lớn khác trong hệ sinh thái của nó, bao gồm cả tổ tiên của tê giác và voi. Là họ hàng của cá voi và hà mã hiện đại, Andriyosaurus sống ở sa mạc đến hệ sinh thái bán khô cằn ở các vùng thuộc Mông Cổ ngày nay. Nó được ước tính nặng khoảng 800 kg và cao khoảng 1,4 m. Số 10. Cliptodon. Cliptodon có nghĩa là răng có rãnh hoặc chạm khắc, là một chi của các loài động vật có vú lớn thuộc họ Cliptodontidae. Nó sống trong thế Pleistocene ở Bắc và Nam Mỹ từ 3 triệu đến khoảng 11.000 năm trước. Nó là loài động vật có vú thời tiền sử, được bao phủ bởi một lớp vỏ cứng, bảo vệ tương tự như loài tattoo ngày nay. Cliptodon cũng có một chiếc chùy đuôi khổng lồ rất hữu ích cho việc phòng thủ. Các nghiên cứu gần nhất ước tính trọng lượng trung bình của nó rơi vào khoảng 1,3 đến 2 tấn, còn chiều cao là khoảng 1,4 mét. Số 9. Diprotodon. Tên gọi chung của Diprotodon là loài gấu túi khổng lồ vì nó có quan hệ họ hàng gần gũi với loài gấu túi hiện đại. Loài động vật có vú khổng lồ này là loài thú có túi lớn nhất từng được phát hiện, với trọng lượng ước tính khoảng 2,8 tấn và cao xấp xỉ một người trưởng thành là 1,7 mét. Nó sống ở Úc trong thế Pleistocene và là loài động vật có vú hóa thạch đầu tiên được phát hiện trên lục địa. Diprotodon sống thành từng đàn lớn di cư theo mùa khắp lục địa Australia để tìm kiếm thức ăn và nước uống. Số 8. Megatherium. Megatherium là một chi lừa đất có kích thước bằng một con voi. Nó sống ở Nam Mỹ từ thế Miocene sớm đến thế Pleistocene và là một trong những loài động vật trên cạn lớn nhất trên lục địa trong suốt thời kỳ này. Nó có chiều cao trung bình khi đứng thẳng bằng hai chân lên tới 6 mét và nặng khoảng 5 tấn. Megatherium có thân hình cơ bắp cường tráng. Các chuyên gia cho rằng nó có khả năng nâng cao phần thân trên của mình để có tư thế hai chân tiếp cận những loài thực vật nằm ngoài tầm với của các loài động vật ăn cỏ khác. Số 7. Zygophysiter. Còn thường được gọi là cá nhà táng sát thủ, Zygophysiter là một loài cá voi đã tuyệt chủng sống trong kỷ nguyên Miocene cho đến khoảng 7 triệu năm trước.
Nó phát triển đến chiều dài trung bình khoảng 6,5 đến 7 mét, khiến nó có kích thước tương đương với một con cá nhà táng ngày nay, nhưng vẫn chưa có ước tính cụ thể về trọng lượng. Không giống như những người anh em họ hiện đại, Zygophysiter có hàm răng lớn với men răng ở cả hàm trên và hàm dưới. Loài cá voi này có cái đầu lớn với chiếc mõm dài, được trang bị một chiếc mỏ mạnh mẽ để định vị con mồi bằng tiếng vang. Zygophysiter có tốc độ bơi rơi vào khoảng 4 km/h. Tốc độ này cao hơn tốc độ trung bình của cá nhà táng hiện đại. Số 6. Elasmotherium. Elasmotherium là một chi tê giác lớn đặc hữu của châu Á và châu Âu, đã tuyệt chủng trong thời kỳ Miocene muộn đến thế Pleistocene muộn. Với niên đại vào khoảng 39.000 năm trước, nó là thành viên cuối cùng còn sống sót của Elasmotherinae, một nhóm tê giác đặc biệt, tách biệt với nhóm chứa tê giác sống ngày nay là Rhinocerotinae. Elasmotherium là một chi tê giác khổng lồ cao trung bình 2 mét, dài từ 4,5 đến 5 mét, có một chiếc sừng dài khoảng 2 mét trên trán và có thể nặng tới 3,5 cho đến 4,5 tấn. Các chân của chúng dài hơn các loài tê giác khác và có lẽ thích hợp cho việc phi nhanh, làm cho dáng đi của chúng giống như kiểu phi nước đại của ngựa. Các răng của chúng tương tự như của ngựa và thích hợp với việc gặm các loài cây cỏ một thấp. Số 5. Bacillosaurus. Bacillosaurus là một trong những loài cá voi thời tiền sử đầu tiên được phát hiện. Hóa thạch của loài cá voi khổng lồ này được phát hiện vào cuối thế kỷ 19, nhưng đó bị dán nhãn nhầm là thằn lằn cổ đại do thân dài, ngoằn ngoèo và mõm nhọn. Cái tên Bacillosaurus được dịch là thằn lằn vua, là hệ quả của việc xác định sai ban đầu. Bacillosaurus hóa ra là một trong những loài cá voi thời tiền sử lớn nhất từ trước đến nay, có chiều dài trung bình từ 15 đến 20 mét, còn về trọng lượng trung bình rơi vào khoảng từ 5,8 cho đến 6,5 tấn, khiến nó trở thành loài săn mồi đỉnh cao của thế Eocene. Với chế độ ăn đa dạng bao gồm nhiều loài cá lớn, cá mập và các động vật có vú sống ở biển khác. Số 4. Mastodon. Mastodon là một loài động vật có vú lớn giống voi sống ở Bắc Mỹ trong thế Pleistocene. Một số cá thể sống cho đến khoảng 11.000 năm trước, khiến nó trở thành một trong những loài voi thời tiền sử sống gần đây nhất. Mastodon có hình dáng giống voi điển hình, nhưng có vẻ ngoài khỏe mạnh hơn so với voi hiện đại. Chúng sống trong rừng và ăn một số loài thực vật đặc hữu. Hóa thạch của Mastodon được phát hiện từ thế kỷ 18, nhưng ban đầu các nhà khoa học cho rằng chúng là xương của voi mammoth. Những con voi này được công nhận là một nhóm riêng biệt vào đầu thế kỷ 19. Số 3. Mammuthus. Chi voi mammoth hay chi voi lông dài có danh pháp khoa học là Mammuthus, là một chi voi cổ đại đã bị tuyệt chủng, tồn tại từ thế Miocene muộn khoảng 6,2 triệu năm trước đến thế Holocene khoảng 4.000 năm trước ở châu Phi, châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Loại lớn nhất trong số đó là voi mammoth thảo nguyên, Mammuthus jugalteri hay Mammuthus armeniacus, được coi là tổ tiên của các dạng sau này như voi mammoth lông xoăn và voi mammoth Columbia, với chiều cao tối đa là 4,5 mét và nặng khoảng 14,5 tấn. Voi mammoth được phân biệt với các loài voi còn sống bởi những chiếc ngà xoắn của chúng và ở ít nhất một số loài sau này. Sự phát triển của nhiều khả năng thích nghi với cuộc sống trong môi trường lạnh giá, bao gồm cả lớp lông dày. Voi mammoth có quan hệ họ hàng gần gũi với voi châu Á hơn là voi châu Phi. Chúng là loài động vật ăn cỏ, nhưng chế độ ăn của chúng phụ thuộc vào các loài thực vật cụ thể có nhiều nhất trong hệ sinh thái của chúng. Số 2. Paraceratherium. Tê giác là một trong những loài động vật trên cạn lớn nhất hiện nay, nhưng tổ tiên của chúng thậm chí còn lớn hơn và hiện đang giữ danh hiệu là động vật có vú trên cạn lớn nhất từng sống. Paraceratherium là một loài tê giác thời tiền sử, cao khoảng gần 5 mét và có trọng lượng từ 15 đến 20 tấn, sống trong thế Oligocene. Khoảng 33 triệu năm trước, nó trông khác biệt đáng kể so với tê giác ngày nay vì nó có cổ dài hơn nhiều và đôi chân tương đối dài và thon. Không giống như tê giác hiện đại, Paraceratherium cũng không có sừng. Cấu trúc giống hươu cao cổ của loài tê giác thời tiền sử này cho thấy chúng là loài có trình độ cao, kiếm ăn từ những chiếc lá trên ngọn tán cây. Số 1. Leviathan melvillei. Leviathan melvillei là một loài cá nhà táng dài 15,4 mét và nặng khoảng 51 tấn, sống trong kỷ nguyên Miocene khoảng 13 triệu năm trước. Nó được coi là một trong những loài cá nhà táng lớn nhất mọi thời đại. Loài cá nhà táng khổng lồ này sống chủ yếu ở phía đông nam Thái Bình Dương. Nó là loài săn mồi đỉnh cao của vùng biển Miocene với cái đầu to và mõm dài và khỏe. Mỗi chiếc răng của Leviathan có kích thước lên tới 36,2 cm, khiến nó trở thành loài có hàm răng cắn lớn nhất so với bất kỳ loài động vật nào, dù còn sống hay đã tuyệt chủng. Leviathan săn hải cẩu, cá mập và các loài cá voi khác. Cá voi tấm sừng hàm là một phần quan trọng trong chế độ ăn của Leviathan.
Nó có chung môi trường sống với các loài săn mồi đỉnh cao khác như Megalodon nổi tiếng. Việc săn số lượng lớn cá voi thời tiền sử này có nghĩa là nó có thể xé nát một miếng thịt lớn con mồi chỉ bằng một cú cắn mạnh mẽ. Vừa rồi, mình và các bạn đã cùng tìm hiểu sơ qua về 20 loài động vật có vú lớn nhất thời tiền sử. Các bạn có ý kiến như thế nào thì cứ bình luận bên dưới nhé. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, một subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của Old Jack Sẽ nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại.